đạo diễn Lâm Siêu Hiền là cái tên bảo chứng chất lượng cho dòng phim hành động của Hồng Kông. Đặc trưng trong phim của Lâm Siêu Hiền rất dễ nhận biết bởi tính chân thật và sự tàn bạo. Đến cả một phim lấy chủ đề về hoài vọng tuổi trẻ làm trung tâm như Phá Phong, To The Four cũng khá khốc liệt. Vì vậy, khán giả sẽ không quá bất ngờ khi vụ án October 5th Mekong River Massacre, vụ thảm sát sông Mekong ngày 5 tháng 10 tại khu vực Tam Giác Vàng ở Đông Nam Á năm 2011, lại hấp dẫn và kịch tính đến nghẹt thở khi được dựng thành phim dưới bàn tay của Lâm Siêu Hiền. Tam Giác Vàng là vùng tiếp giáp lãnh thổ ba nước Lào, Myanmar và Thái Lan, được gọi là thánh địa của những kẻ buôn ma túy. Vào tháng 10 năm 2011, hai chiếc thuyền buôn Trung Quốc bị tấn công tại khu vực Tam Giác Vàng. Toàn bộ 13 thuyền viên bị sát hại và rải xác xuống sông. Cảnh sát Thái Lan trong quá trình khám xét đã phát hiện ra 900.000 viên ma túy đá trên thuyền. Đây cũng là một sự kiện chấn động khu vực lúc bấy giờ, khiến chính phủ của bốn nước, bao gồm cả Trung Quốc, cũng phải cùng nhau bắt tay thực hiện chiến dịch truy lùng tên trùm ma túy Naka. Vụ án này không chỉ rúng động về tính chất tội phạm mà còn khá nhạy cảm về chính trị khi dính tới bốn quốc gia. Đây cũng là lý do khiến cho bộ phim không được chiếu tại Thái Lan, dù hầu hết bối cảnh trong phim đều diễn ra ở Thái. Xét về mặt điện ảnh và sự chân thật đến rợn người của bộ phim Điệp Vụ Tam Giác Vàng, có rất nhiều thứ khiến bạn phải gật gù. Ngay từ đầu phim, những sơ lược về vụ thảm sát sông Mekong được cô đọng rất gọn gàng, sau đó đi nhanh vào phần diễn biến chính. Chiến dịch hành động để tóm gọn Naka cùng đồng đảng của phe liên minh, nhưng chủ yếu vẫn là cảnh sát Vân Nam, Trung Quốc, đơn phương hành động. Trương Hàm Dư thủ vai Cao Cường, tổng đội chống tội phạm ma túy tỉnh Vân Nam, dày dạn kinh nghiệm, tham gia vào chiến dịch với mong muốn minh oan cho 13 thuyền viên người Trung Quốc và bắt sống Naka ra ánh sáng. Bành Vũ Yến vào vai Tân Vũ, cựu thanh tra tổ chống buôn lậu ma túy, nay đã trở thành tình báo viên tại Tam Giác Vàng vì một bi kịch trong quá khứ chưa bao giờ nguôi. Hai nhân vật cộm cán này chính là linh hồn của chiến dịch khi sát cánh bên nhau, dù khác biệt về tính cách. Rất nhiều diễn biến hành động xuất hiện liên tiếp suốt phim sẽ khiến khán giả không đủ thời gian để thở hay là lơ là. Bạn đang nghĩ rằng chẳng có nước nào làm phim hành động súng ống cháy nổ hay hơn Hollywood? Điệp Vụ Tam Giác Vàng của đạo diễn Lâm Siêu Hiền sẽ cho bạn một câu trả lời phản biện bất ngờ và thuyết phục bởi hàng loạt những pha hành động vô cùng tàn khốc và đầy chân thực. Vì phim dựa trên sự kiện có thiệt, tức là những ai nếu quan tâm tìm hiểu sẽ dễ dàng biết rõ ngọn ngành, nên biên kịch không chủ đích xây dựng câu chuyện lắt léo theo kiểu plot twist gây bất ngờ, mà tập trung vào những phân đoạn hành động chi tiết, nhiều góc máy và mạch dựng liên tục trong các phân đoạn va chạm sẽ khiến khán giả phê theo một cách rất khác. Không phải kiểu ngồi trước màn hình IMAX xem cả một thành phố tiêu tùng làm bạn thấy choáng, mà là cảm giác rùng mình như thể bạn đang đứng giữa cảnh đổ nát bởi do góc máy quay cận mang lại. Chưa kể nhiều phân đoạn chém giết tra tấn khác cũng được thể hiện trần trụi khá máu me và ghê người. Điểm cộng của phim là bối cảnh được lựa chọn rất kỹ lưỡng ở nhiều quốc gia như Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc. Đạo diễn Lâm Siêu Hiền cùng nhóm sản xuất đã thân chinh đến những địa điểm quay phim, phỏng vấn những người bản địa, xem những tài liệu xét xử Naka để dựng lại một số bối cảnh chân thật nhất tại khu vực Tam Giác Vàng. Vì vậy mà nhiều đặc trưng của khu vực này được khắc họa khá đầy đủ trên phim. Những cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện lên u tối, đầy nguy hiểm, cùng những con người đê mê trong thuốc phiện. Cả những thông tin như việc thay thế cây anh túc bằng cây trà ở những ngọn đồi bị lũng đoạn bởi Naka, hay việc tập đoàn buôn ma túy của hắn sử dụng cả những bộ lạc và trẻ em khu lân cận làm công cụ, cũng được giới thiệu đến khán giả. Bằng sự quan sát và tái dựng công phu, những tội ác trên phim được diễn ra vô cùng tàn bạo.
cái ác khủng khiếp nhất có trong bộ phim này không phải việc thao túng thị trường ma túy của Naha hay những màn răng đe chặt tay chặt chân tàn khốc, mà chính là việc sử dụng trẻ em vào những việc nhẫn tâm. Chắc chắn khán giả sẽ phải sốc khi chứng kiến một em bé chừng 7-8 tuổi nã súng liên tục vào một đặc vụ mà khuôn mặt không có một tí nào núng, vừa tàn khốc cũng vừa xót xa. Cái ác qua cách kể của Lâm Siêu Hiền đã trở thành một thứ siêu hình khiến bạn nghẹt thở hơn là cả những vết máu hữu hình. Điệp vụ Tam Giác Vàng của đạo diễn Lâm Siêu Hiền đoạt 3 giải thưởng nặng ký, gồm phim truyện hay nhất, nam diễn viên xuất sắc và nhà sản xuất xuất sắc. Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc của Điệp vụ Tam Giác Vàng thuộc về tài tử Trương Hàm Dự. Sinh năm 1964, anh từng là ảnh đế của Kim Mã Đài Loan lần thứ 45, 2008, và Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 30, 2015. Trước đó, Điệp vụ Tam Giác Vàng không chỉ nhận được sự đánh giá cao mà còn gặt hái doanh thu phòng vé trên màn bạc Hoa Ngữ. Lấy bối cảnh tại Tam Giác Vàng, khu vực tiếp giáp giữa biên giới của ba quốc gia Thái Lan, Lào và Myanmar, vốn được mệnh danh là thánh địa của những kẻ buôn ma túy khét tiếng trên thế giới, Điệp vụ Tam Giác Vàng được xây dựng dựa trên một sự kiện thảm khốc từng xảy ra trên khu vực sông Mekong. Dựa vào chất lượng và những lời khen ngợi truyền miệng, từ ngày 4 tháng 10, Điệp vụ Tam Giác Vàng chiếm giữ ngôi vị quán quân trong phòng vé liên tục 17 ngày liền, quán quân tỷ suất số ghế ngồi và quán quân số lượt người xem. Đặc biệt, số lượt người xem phim phá mức kỷ lục 30 triệu lượt, đưa Điệp vụ Tam Giác Vàng trở thành phim Hoa Ngữ có số lượt người xem cao thứ 3 trong năm 2016. Theo số liệu thống kê, chỉ số truyền miệng của bộ phim sau khi công chiếu là 9,3 điểm, số điểm cao nhất trong những bộ phim được ra mắt năm nay. Nhìn vào chỉ số truyền miệng, doanh thu phòng vé, mức độ hài lòng, tính thưởng thức, tính quảng bá, mức độ mới mẻ, ta có thể nói Điệp vụ Tam Giác Vàng đã lập ra những con số bất ngờ. IMDb 7,1 trên 10, 566 phiếu. Rotten Tomatoes 83%.